Trong vụ thảm sát đẫm máu ở Orlando, Mỹ thì có rất nhiều nạn nhân bị kẹt tại câu lạc bộ và không thể thoát ra ngoài. Một trong những trường hợp đau lòng ấy chính là người con trai Eddie của bà Mina Rustic. Và người này thì đã kịp gửi cho mẹ những tin nhắn cuối cùng trước khi bị giết. Đây là những hình ảnh chụp lại đoạn tin nhắn trao đổi giữa hai mẹ con bà Rustic. Trong đó, tin nhắn Eddie nói con yêu mẹ trước khi báo cho bà biết tin về vụ xả súng đang xảy ra. Con có ổn không? Người mẹ nhắn lại và con trai bà đáp con đang kẹt trong nhà vệ sinh. Người mẹ hỏi con đang ở câu lạc bộ nào? Eddie đã nhắn lại, hãy gọi cho cảnh sát đi mẹ, con đang trong nhà vệ sinh, hắn đang tới rồi, chắc con chết mất. Ngay sau khi nhận được tin câu lạc bộ Pool bị tấn công, bà Mina đã đến ngay phía ngoài hiện trường để tìm kiếm con trai mình. Những tưởng việc trốn trong nhà vệ sinh đã là an toàn, nhưng kẻ xả súng đã tiến tới nơi ẩn nấp và bắt được họ. Đó chính là những tin nhắn cuối cùng của Eddie gửi cho mẹ của mình.